Ra đây, solo, solo những người đàn ông họ đứng vào núp sau với mẹ thế nhá. Đừng có núp thế, tôi có mảng của mẹ này. Mày ra đây, mày ra đây, mày chơi. Solo, nào ra đây. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho bạn coi thêm một video nữa các bạn ạ. Và được rồi, ở cái video này là mình vẫn sẽ tiếp tục làm cái bộ đồ của thầy Kakashi các bạn. Đó, trông rất là đẹp đúng không? Thì nói chung là ở cái video lần trước thì em có thể thấy là em vẫn chưa nhìn rõ cái mặt lưng đằng sau. Một số bạn bảo rằng là cái mặt lưng đằng sau trông nó khá là đẹp, nhưng mà lúc đấy là mình đeo mắt lố mất tiêu rồi, thế là mọi người vẫn chưa nhìn được rõ. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là ngay trước màn hình ta thì cái bộ đồ mình đang mặc đây, đây chính là cái bộ đồ Kakashi mọi người nhá. Khi mà mình gọi là đeo cái trang bị ba lô lên thì nó sẽ bị chắn cái phần áo sau, để mọi người có thể thông cảm cho mình cái điều này. Mình cũng không thể nào mà mốt được làm sao để che được cái ba lô em ạ. Được rồi, còn nói chung là nãy giờ thì cũng nói qua về cái vấn đề cái bộ đồ này là đủ rồi đấy. Thì bây giờ là chúng ta vẫn sẽ leo danh như bình thường các bạn nhá. Thì trước mắt đấy, để có thể là gọi là đảm bảo cái khu này nó một cách an toàn ấy, thì mình phải sử dụng cái trang bị Mirror. Và vừa quét cái là chị đã thấy một thằng ở trên này. Một thằng ở trên này này. Trời ơi, tôi biết ngay mà. Lạ cái gì đâu. Ui, tôi gọi là tôi chỉ cần quét qua cái Mirror cái là tôi biết ngay là thiên nhiên này nó đang gọi là ngồi ỉa quanh cái khu này rồi. Tôi có lạ lẫm thì mấy cái trò gọi là mưu hèn cái bẩn của bọn này đâu. Nói chung ấy, để làm sao là tôi biết được. Bởi vì... Chứ thực tế mình đã từng làm như thế rồi. Là bọn này làm như nào cái là mình đọc vị hết chúng nó ngay. Đơn giản mà anh em. Thì thôi, có vẻ như từ lúc đầu game cho đến giờ ấy là chúng ta đã có được hai cái mượn hạng hục đầu tiên rồi. Và bây giờ là chúng ta sẽ lên xe vào, cũng như là cuốn gói chạy khỏi cái khu vực cổng trời thôi em ạ. Thì ra cái khu vực khác đi kiếm thêm người nhá. Ok, bò lạc này, ui rồi, không phải một thằng bò lạc mà là một, hai con bò lạc luôn em ạ, căng thế, từ từ, lúc sau quảng keo nhá. Ui, một thằng thì bật cái mảng bảo vệ, một thằng thì trốn sau cái quảng keo, kình phối hợp gọi là nó uyển chuyển thế. Từ từ, đây tôi dựng một keo ra rồi, là, ra đây nào bạn ơi, ui, vãi trưởng, ông quái tôi cũng vứt vào đầu đâu mà thế quái là nó vẫn bóm nhỉ. À, mạng này cũng không phải mình ăn đâu, mình nhà đang chạy kìa, đây, chạy ở trong nhà này bạn ơi, cho thằng này đó ở trong nhà sám hối luôn, chúng ta sẽ chạy vọt vào trong nhà và xử lý thằng này luôn nhá. Mày đâu rồi? Nào. Mày đâu rồi em ơi, trời đâu có nắng. À ok nhá, sợ quá là nó lại phải chạy vào ta phía bên ngoài ngay. Nhưng mà ông ấy không chạy được ạ. Ờ, thông minh nhở. À, dựng bông keo xung quanh luôn. À, càng, à, đau. Làm cái gì đây, từ từ. Để tôi xử thiên nhiên trong quả bông keo này đã. Xong tí nữa tôi xử ông sau nhá. Cứ liệu cái thần hồ đấy. Từ từ nhá. À, bắt đầu thiên nhiên bên trong là chơi câu liệu rồi em ạ. À, càng thế, càng thế. Chơi vậy thì sao chơi. Từ từ nhá. Nào, ông dọn ra bắn tôi đấy. Bắn hộ tôi cái. Rồi ôi, vỡ đầu luôn rồi nhá. Tưởng chơi tôi mà dễ à. Ok, có một keo, có lựu đạn, các thứ rồi này. Quá là tuyệt vời luôn. Và được rồi, bây giờ là bên này thanh niên này có cái trang bị giảm thanh này, trang bị vào luôn. Thì nói chung là đi từ nãy giờ là mình cũng kiếm được cái con xe mà nó chắc để gọi là chạy cho nó đỡ mỏi chân rồi các bạn. Chứ nãy giờ mà cứ đi gọi là chạy bộ thế có mà gãy hết cả chân giả. Có người thì cũng phải có lúc nghỉ chứ anh em. Ơ, kìa. Gọi là vừa chạy ra lúc thích ca chỉ là một thiên nhiên ở ngay phía sau cây. Ui, định canh tôi cả, cũng định canh tôi lúc trời tử không nhìn thấy á, người ông bé một cái con kiến ấy, nhưng mà tôi vẫn nhìn được ra hết nhá. Mắt tôi là tia gái là hơi bị đỉnh nghe, gọi là tia ông này sao tôi không thấy được. Mày có tội phải ra đây đây. Ui dồi, yếu rồi ra đây cho ông sám hối nữa này. Ra đây, ra đây nào bạn ơi, mày chạy đâu, chạy đâu mà nào. Ui rồi, nhảy đi. Rồi ôi, nhảy đi đâu, tưởng ông thế nào chứ, cho ông nhảy xuống dưới suối vàng luôn nhá. Ok. Ờ, đồ thằng này cũng khá là ok đấy anh em ạ. Được rồi, vậy là sau khi đã xử lý thanh niên xong thì chúng ta lại tiếp tục là hành trình vác cái con xe Blackjack này để tiến ra cái khu vực khác thôi anh em. Tiếp tục là đi kiếm thêm người nào. Ô, vừa quay lại bác xe là cái là lại thấy được thêm cái con bò lạc nữa này. Nào, bắn đi lại. Ui rồi thằng này, ngày não là não cá vàng à. Thấy xe đi đến là không dựng bông keo lại đi dựng cái màn bảo vệ, tôi biết ạ ông này luôn rồi đấy. Chả hiểu đầu ông này ông nghĩ cái gì luôn đấy. Rõ ràng là thấy xe đến thì ông phải dựng bom keo ra. Thằng nào kiểu thằng này như kiểu là bị mới chơi hay sao ấy, tự nhiên lại dựng dựng cái mảng bảo vệ ra, tưởng là xe lại không gắn được quả. Ngáo, đá vãi trưởng ra. Các bạn, cái mảng bảo vệ thì nó sẽ có thể là chắn được lựu đạn này, chắn được đạn phóng lựu này, chắn được đạn súng trường cũng như đạn súng liên, chắn tất cả loại đạn, nhưng mà không thể là mà tránh được cái con xe mà nó đang đi đến nó cắn các bạn đâu các bạn nhá. Đấy, các bạn lưu ý một cái điều như thế. Chứ mấy ông cứ nghĩ là ui mà bảo vệ tôi bật lên cái là tôi chống được tất cả mọi thứ, gọi là không sợ bất kỳ một cái tí gì cả. Ồ, mà mình cũng chưa bao giờ test thử là cái màng bảo vệ mà đứng giữa trên cái vùng đen giờ nó sẽ như thế nào em ạ, không biết nó có bị ăn dính hay không ấy. Hơi tò mò ấy. Hôm nào thì rảnh mình test cho em coi sau nhá.
Thì ok, và bây giờ là chúng ta đang tiến ra những cái khu vực có ánh sáng em ạ. Tại sao lại mình lại phải tiến ra những cái khu vực như này? Bởi vì mọi người đều biết rằng là những cái khu vực như này thì nó sẽ thu hút khá là đông kẻ địch. Thì thế là anh em chỉ cần tiến ra những khu vực này thôi thì chắc chắn là sẽ thấy người. Và đây rồi, bắt đầu rồi ấy. Bắt đầu là đang có một cái trang bị của cái khi cái cầu rơi xuống thì ta sẽ nhảy xuống dưới lút đồ nhá. Có đồ gì ngon không? Toàn đồ ghẻ này, toàn những đồ mà tôi không xài đấy, tự nhiên nó thả xuống. Này sao phí công và phí xăng xe đi chạy ra đây vãi chửi luôn em ạ. Ok, vậy là như mọi người có thể là hiện tại là cái vòng bom ta đang bắt đầu thu rồi. Và cái số người ở trên bản đồ ta hiện tại trên cái bản đồ này chỉ còn 8.000 cuối thôi. Khá là ít anh em ạ. Mà bây giờ mà mình mới có được 5 kill thôi à. Và chúng ta cứ đi kiếm thêm người cái đã nha em nhá. Chứ nói chung là bây giờ mà các bạn mà muốn ra những khu vực nào mà có người luôn ấy thì rất là khó. Bởi mình đâu có đọc vị được rõ cái địa chỉ bọn này đâu. À, cái vị trí chúng một thanh niên là vừa bắt đầu nổ súng quanh khu này. Và tôi vừa ngồi giảm xí mấy ông cá là chứ gì đã có thằng nó nổ súng quanh khu này rồi. Và đây, ngày hôm nay sẽ là ngày tử của ông rồi ông nhá. Ông chạy ơi. Mẹ, nó dừng lại nó quật chảo lên nó né được kìa. Ảo vãi trưởng luôn em ạ. Anh em thấy quả đấy vi diệu không? Từ từ. Nào từ từ đã để tôi công liệu lại. Mày à, bởi mày trốn ạ. Mày trốn đi đâu? Mày trốn đâu? Rồi câu quả ba phía luôn. Để đứng một kẹo. Dựng bom keo này. Trời ơi, ông thấy gì chưa? Ông sống làm sao được? Mày câu mấy quả lựu đạn thân sống như thế thì dựng. Có phải đến tiếp tay đâu mày mày làm mới sống được nhá. Ok. Chắc hay là có đồ gì nhỉ? Và các bạn nhớ nhá, là lút đồ là nhớ phải dựng mục keo rồi đấy. Gọi là các bạn gọi là sơ sảnh cá là có thằng khác nó dùng súng nó căn sọ ngay. Và tôi bị dính quả đấy khi mà leo xanh, bị dính mấy quả đấy mấy lần là tôi chừa lắm rồi. Ok, và sau khi đã xử lý thì sau thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục lên xe và đi kiếm thêm người này em ơi. À, lại bò lạc, tôi xong quả này tôi cắn thằng này phát một luôn. Những việc nhẹ lương cao vãi trưởng luôn anh em ạ. Vừa xử thằng này phát thằng khác loại dẫn tận miệng mình luôn anh em ạ. Ôi dễ vãi trưởng luôn. Ôi trận đấu làm vào nó dễ này phải ngon không? Ơ, thật quá là tôi thì như vừa nhìn đến cái một cái hòm sát ở trên cái nóc mái nhà thì phải anh em ạ. Hay là có người ấy nhỉ, không để ý lắm. À, đau, đừng bạn ơi, rồi ôi. Ui rồi ôi, bo thì đang thu đến đít rồi, một thằng thì ở trong nhà nữa. Vãi trưởng luôn bị vây tư hướng này. Từ bằng cái bàn tay điệu nghệ thôi thì tôi có thể lách ra khỏi cái hàng rào cũng như rời khỏi cái vị trí nguy hiểm ấy luôn anh em nhá. Nào chạy lách à, lách nào. Úi dồi ôi, có hai thằng đằng sau nó đang clear nhau kìa. Úi dồi ôi, có chuyện vui rồi. Nhưng mà xử thiên nhiên ở trong cái thùng gỗ ở trước nhá. Mẹ tiên sư con lợn nữa. À, mày bắn tao, mày bắn nổ cả xe tao luôn à. Láo, con chó này, mày láo thật đấy. Từ, úi dồi ôi, càng thế bạn ơi. Làm nhẹ nhàng thôi, ôi nó có lưu kìa. Ôi, bật mảng bảo vệ luôn. Em lưu ý nhá, bật mảng bảo vệ là nó không bao giờ bị đổ đâu. Thoải mái đi, xóa đi anh mày. Đó, phá đi. Nào, mình phá của bạn nhá. À, có cần mình phá của bạn, mình phụ bạn vào tay không? Mình phụ bạn vào tay luôn này. À, cái đạn. Đừng. Ai làm thế? Rồi ôi. Mẹ cái thằng tiểu nhân bị ổi nữa, chơi cái trò khắm lựu. À, chơi cái trò khắm lọ ấy nhỉ. Từ để tôi cuốn máu chỗ này đã. Ok nhá. Là ông tưởng ông cứ ở bên ngoài và ông chú chỗ đấy và ông sẽ là một cái vị trí thuận lợi á. Tôi cũng có lựu đạn, tôi cũng có cái mini đôn nhá. Câu lựu ở phía bên ngoài. Thì ủ bên ngoài. Tôi xong rồi, Anh ơi, đừng nổ. Ui, tí là nổ banh xác vào người rồi. Ôi giời ơi, cái gì đây? Đã bắt đầu nổ súng rồi đấy. À vậy là một thanh niên trước mặt đúng không? Hai thằng trước mặt có vẻ như đang bắn nhau ấy à? Căng nhỉ bạn ơi. Ui giời, vuốt vào đầu rồi, thế mà vẫn chưa chết. Cái sức sống mãnh liệt thế. Ui đằng sau kìa. Đằng sau thằng máu lộ kìa, con chó này. Mày là cái thằng vừa nãy mày dám câu lựu anh mày đúng không? Mà hình như thanh niên trước mặt kia đang đội cái nón Hokage em ạ. À, Kakashi đấu với cả Hokage kìa. Kèo này căng nhá. Nào ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Mẹ dám ba cái thằng Hokage phết này nữa. Em nhìn cái mũ kìa. Mũ đang đội là cái mũ Hokage em thấy ạ. Nào mày đây. Nào mày ra đây. Mày giỏi, mày ló cái mặt mày ra đây. Mày à, mày phá quả keo tao à? Tao còn hai quả nữa nhá. Mày bắn cho mày bắn đến sáng mai luôn nhá. Cho chúng bắn thoải mái luôn. Bắn đi. Rách cả lò đấy, bắn tiếp đi. Bắn hộ tôi cái nhá. Nào ok nhá. Từ mình có lựu đạn cơ mà đúng không? Từ để tôi gọi là nâng cấp giáp lại ạ. Đấy, cuốn máu gọi là tất cả các thứ đầy trang bị đầy đủ. Ăn đi mày. Ăn đi mày. Ăn đi mày này. Mày trốn sau cái quả bóng keo ấy, sao mày sống được bao nhiêu đâu? Ồ, đã ra quả bóng keo phía sau rồi à? Nhưng mà cái điều đấy thì không thể làm mà níu kéo được cái sự sống của ông đâu, hiểu không? Ra đây, ông ra đây ông chạy làm sao được? Ok, mình nâng giáp mắc lại rồi nhưng mà cái điều quan trọng là vào cái bóng keo chúng ta đang bắt đầu thu rồi. Chắc chắn là bây giờ chúng ta sẽ phải xử lý thiên nhiên thôi. Bởi vì bóng keo của hiện tại ở mình đã hết sạch rồi, chỉ còn cái súng bắn bóng keo thôi. Và thiên nhiên này cũng đang bắt đầu là dâng lên rồi. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Ra đây, mày có thuộc về ra đây. Mày bắn tao cái. Ra đây, solo những người đàn ông họ đứng mà núp sau mẹ thế nhá. Đừng có núp thế. Tôi có mảng của vệ này. Mày ra đây, mày chơi. Solo, nào ra đây.
ra đây là sao mày quá cơ rồi ôi dằm ba cái thằng hộp cái ghế phách của nữa bắn cho tung chịp vào lào nhá hiểu không gặp tôi cùng chạy đi còn làm solo lão thật đấy.